dịp cho coi vụ hôm nào. Đang chuẩn bị gói bánh tét nè các bạn. Nè, nào quý nè. Mèo dài là tao quấn nha. Nè, không biết rồi. Tết tới nơi rồi, giờ gói bánh tét. Này con quấn hoài à? Nè, quấn cùng vút, vút cùng vút nè. Đây là nếp, nếp. Nè, nếp trộn với dừa, xào nếp dừa với đậu trắng. Nè, không biết rồi. Chưa đây nè, giờ thành lắm nó gặm tét này. Đẹp không? Nè, giờ con cột đi Quy, cột người cái nào nè. Nào rồi bỏ vô đây nè. Nè. Hôm nay phụ nữ không có bánh, còn nam có bánh không các bạn. Đó. Gói hết này cũng có mấy chục đòn à. Cái này chưa cột nha các bạn. Bỏ tao thấy gì tao vậy hai cái bánh tét comment kia bằng gì dạ bánh tét rồi bằng gì bánh tét á cái này bánh gì rồi bánh chuối à nó mình xóm á các bạn. Nói không ai hiểu luôn. Một bánh bà ba không có gì là ngắt. Bà hà là gối thôi, không không chịu gối luôn. To ma các bạn. Nhận vô là để chương trình nhưng người ta để riêng rồi. Bánh tét chuẩn bị chín rồi nha các bạn. Trời ơi, quá trời ngon. Này nhân chuối, nhân đậu luôn. Này đợi đang đón giao thừa luôn. Ăn thơm quá trời luôn các bạn. Ăn sành rồi. Tỏi là nửa ký không ạ? Nửa ký tỏi không? Không. 200 gram. Này 4 ký kiệu nha các bạn. Giờ trộn đường nó giờ chuẩn bị sắp vô keo các bạn. Ớt thì chắc xanh quanh cho nó đẹp cho keo. Nước dừa anh chuẩn bị ăn Tết nha các bạn. Mình làm anh chuẩn bị đang ăn Tết. Rất là thơm luôn. Ăn kem cục đi. Nè đây đi. Rồi hăng gói đi con. Ba đâu mà cũng tức cũng tin con.
Khi phố kia chưa đẹp,